Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức hàng ngày trên kênh TCT. Trong bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2020 và các vấn đề xoay quanh đó, hầu hết các báo cáo truyền thông Hoa Kỳ đều ủng hộ ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden, bao gồm cả hãng truyền thông có lượt truy cập dẫn đầu Fox News, kênh ủng hộ phe bảo thủ trước cuộc bầu cử. Tuy nhiên, trong vài ngày gần đây, kênh Newsmax, chuyên đưa tin tức chân thực về tổng thống Trump và Đảng Cộng hòa, đã có lượng truy cập tăng lên nhanh chóng, liên tục vượt thứ hạng lần đầu tiên qua mặt cả Fox News. Hãng Newsmax ngày 8 tháng 12 báo cáo rằng lần đầu tiên họ xoán ngôi quán quân về số lượt xem trong cuộc cạnh tranh với đối thủ Fox News Channel. Thống kê lượng người xem chủ yếu tối ngày 7 tháng 12 theo giờ Mỹ đã vượt qua cả ông trùm truyền thông Murdoch thuộc sở hữu của Fox Television. Chương trình tin tức Great Kelly Report của Newsmax được phát sóng từ 7 giờ đến 8 giờ tối theo giờ miền Đông Hoa Kỳ, dành cho khán giả truyền hình từ 25 đến 54 tuổi, đã đánh bại The Story with Martha MacCallum của Fox News phát sóng cùng thời điểm. Chương trình Great Kelly Report của Newsmax thu hút trung bình 229.000 người xem mỗi giờ, trong khi lượng người xem The Story with Martha MacCallum là 203.000 người mỗi giờ. Khán giả cho rằng xếp hạng của Newsmax là cột mốc mới và hân hoan với thành tích mới này. Chiến thắng sít sao của chàng Tí Hon Newsmax trước người khổng lồ Fox News có sự góp phần không nhỏ của tổng thống khi ngài Donald lên tiếng không hài lòng với Fox News hôm bầu cử. Ngày mùng 7 tháng 12, tổng thống Trump tiếp tục thuyết với những người theo dõi Twitter của ông khi cho rằng thà xem các trận bóng mà các cầu thủ quỳ gối hát quốc ca còn tốt hơn là xem các bản tin ban ngày của Fox News. Newsmax đã tăng lượng người xem đáng kể từ đêm bầu cử tổng thống 2020. Trước đó, khung giờ vàng từ 7 đến 10 giờ tối hàng ngày từ tháng 7 cho đến trước ngày bầu cử, mùng 3 tháng 11, có khoảng 58.000 người theo dõi. Con số này tăng lên 568.000 người sau ngày bầu cử, tức là tăng gần khoảng 10 lần. Đây là con số cực kỳ ấn tượng và là sự thèm khát của các kênh truyền thông cánh tả đang đối mặt với sự sụt giảm độc giả trong cơn bão tin fake news vượt mặt một chương trình của Fox News về số lượng khán giả theo dõi đã khó, nhưng để đánh bại Fox News, chinh phục lượng khán giả ở độ tuổi khán giả vàng từ 25 đến 54 tuổi thì quả thật là ngoạn mục. Đây là một món quà hoàn toàn xứng đáng dành cho một kênh truyền thông non trẻ nhưng đã dám lội ngược dòng đứng về phía công chính. Trong một chương trình của CNN, phía sau phóng viên hiện trường và trước ống kính máy quay, nhiều người đã liên tục hô to CNN sucks, CNN thật tệ. Theo ông lớn trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường và thông tin thế giới Nielsen, tổng lượng người xem của Newsmax ngày 7 tháng 12 là 949.000 người. Trong khi đó, lượt trong xếp hạng của nhóm khán giả 25 đến 54 tuổi rất quan trọng vì đây là nhóm tuổi mà các nhà quảng cáo chú ý nhất. Chưa dừng lại ở đó, giám đốc điều hành kênh Newsmax, ông Christopher Rudy, cho biết sự bùng nổ xếp hạng của Newsmax sẽ tiếp tục. Xếp hạng lượt xem đã cho thấy điều này. Thậm chí là bản tin Newsmax TV cũng có thể truyền lưu lượng truy cập trên nhiều nền tảng mạng khác mà Nielsen chưa xem xét. Cuối tháng 11 vừa qua, Newsmax kết hợp với Công ty Nghiên cứu Chiến lược và Dịch vụ Quốc gia Mark and Associates cùng thực hiện một cuộc khảo sát dư luận mới. Kết quả cho thấy, hơn 2 phần 3 người Mỹ cho rằng việc Tổng thống Trump yêu cầu một số bang kiểm lại phiếu bầu là công bằng và xác đáng. Đặc biệt là ở các bang Georgia, Pennsylvania, Wisconsin và Arizona, số phiếu bầu của tổng thống Trump ít hơn ứng cử viên Đảng Dân chủ Biden chỉ xấp xỉ 1% và có quá nhiều bằng chứng gian lận. Do đó, 67% cử tri ủng hộ yêu cầu kiểm phiếu lại ở các bang chiến địa này. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của TCT. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Có bất kỳ phản hồi nào, quý vị vui lòng để lại lời nhắn trong phần bình luận phía dưới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.